Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop sách tay shop. Trước mặt chúng ta là form của hai mẫu laptop Dell Latitude 5300, dao động từ Core i3 đến Core i5. Nó sẽ có mức giá rất là mềm, 5 triệu cho đến 7-8 triệu là chúng ta sở hữu một chiếc laptop hãng Dell Latitude rất là bền. Ở đây điểm nổi trội nhất có thể nói là một dòng máy rất bền, hàng đầu thế giới. Nó phù hợp với các em học sinh, sinh viên và những khối văn phòng cần một chiếc laptop vừa phải nhỏ gọn. Cái form máy này nó nhỏ hơn 14 inch, nó là 13,3 inch. Chúng tôi đã test thử các phiên bản thì chúng tôi cảm nhận phải nói rằng vào thời điểm này là một cái thời điểm mà toàn cầu kinh tế nó cũng đang rất là khó, và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ, cũng còn rất khó. Hầu như ai cũng thắt lưng buộc bụng để chọn cái gì đó mua nó vừa phải, tiết kiệm tí xíu. Thì đây là một cái mẫu máy về laptop mà chúng ta có thể an tâm rằng nó bền. Vài năm sau nó vẫn rất tốt và nâng cấp các cái nó cũng dễ dàng mà các con em nó cần thiết thì chúng ta có thể chọn. Bởi vì kinh nghiệm của chúng tôi bán nhiều năm dòng Latitude là một phiên bản rất là bền của hãng Dell. Đa phần thì họ sản xuất cái dòng máy này từ Mỹ và Nhật Bản, châu Âu là nhiều. Bởi vì cái giá thành chi phí của họ rất cao cho nên cái tiêu chuẩn này nó đáp ứng hàng loạt các những cái tiêu chuẩn lớn để phục vụ cho khối văn phòng của các nước đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về mẫu này. Hiện tại trên bàn sẽ có sẵn i3 và i5 với hai option để chúng ta có cái góc nhìn. Về màn hình, chúng ta sẽ thấy một màn hình 13,3 rất là khá vừa, và đặc biệt nó rất là mỏng. Nó được bảo vệ bởi cái khung thép bên ngoài. Một số dòng máy của các hãng mới nổi sau này ở Trung Quốc họ cũng bắt đầu tạo ra những cái mẫu, nhưng mà tôi thấy rằng cái khung viền nó quá yếu đi, nó không đáp ứng được. Những cái hãng lớn họ làm cái bản lề và cái màn hình nó phải đồng bộ với nhau để chúng ta mở ra, chúng ta ngửa Latitude có thể ngửa đến 180 độ nha. Cho nên rằng nó quan trọng là cái bản lề và cấu trúc màn hình. Cái giá trị một cái màn hình có những loại nó cũng rẻ, 1-2 triệu có những loại 4-5 triệu đồng một cái màn hình như vậy. Nên là cái giá thành của màn hình nó rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng gần nửa cái máy. Cho nên cái bản lề nó cũng là một yếu tố nên chúng ta quan tâm. Màn hình này cũng phân loại từ tương đối từ Full HD cho đến HD để chúng ta có thể chọn lựa tùy theo túi tiền. Và bên trong máy này có hai option, Core i3 hoặc Core i5. Với Core i5 là chạy CPU 8365U, có thể turbo lên đến 4GB, 4 Core 8 luôn. Và RAM trong máy thì dao động tầm từ 8GB lên đến 16GB. Với ổ cứng, phiên bản này chạy M2-2230, có nghĩa là nó sẽ dao động từ 128, 256, 500 cho đến 1TB và có thể nâng cấp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vấn đề này cho thoải mái. Chúng ta xét xem những dòng máy này nó phù hợp cho những việc gì là chính. Đối với khối văn phòng thì chúng ta sử dụng Word, Office, Excel, PowerPoint rất là mượt. Đối với các em nhỏ có thể học Anh văn, các cái giáo án, các file đọc, kể cả Photoshop 2D thì máy này vẫn đảm đương được rất tốt. Chúng ta đã test thử, phải nói là cực kỳ hài lòng luôn. Và điểm mà tôi ưng ý nhất là ở đây rất là nhiều cổng. Dù rằng máy rất gọn nhưng mà có cả cổng LAN cho chúng ta, USB và một cái khe SD card dòng micro, headphone micro. Bên đây có thêm HDMI, thêm một cổng Thunderbolt và một cái cổng USB nữa. Đuôi sạc và đuôi tròn. Rất đơn giản nhưng mà phải nói rằng hầu như rất chắc chắn và nó trọn vẹn hết trong tầm tay chúng ta. Cái vỏ này cũng được thiết kế bằng kim loại và phủ lên một lớp sơn để bảo vệ nó ít bị trầy hơn. Latitude các phiên bản không có sử dụng màu sắc nhiều, đa phần là màu xám, màu đen là nhiều hơn. Khi nói về Latitude, họ tạo ra nhiều lắm, nhiều phiên bản lắm. Họ không chỉ bán vài mẫu lẻ tẻ mà bán một lần cả ngàn máy cho một tập đoàn. Cho nên họ phải tính toán những cái điểm nào quan trọng, ít bị rủi ro, ít bị rơi vỡ. Có nghĩa là họ phải đảm bảo được. Cho nên rằng khi mà vô tình chúng ta rơi rớt các cái thì cái dòng máy này nó chịu lực sẽ tốt hơn các phiên bản như Acer, Asus cùng loại. Bởi vì dù rằng nhìn thì chúng ta không biết được, các bạn phải cầm lên tay, chúng ta phải đánh giá được thực tế. Các cái tiêu chuẩn của nó cũng như vậy, nó phải rất là nhìn trực tiếp. Nếu như bạn không hiểu hãy hỏi chúng tôi sẽ cho các bạn cái thông số của hãng. Rồi từ đó chúng ta mới biết được, bởi vì trên thị trường thì sẽ có cũng khá nhiều mẫu mã na ná, chênh lệch nhau giá nhau nhiều quá nên chúng ta không biết được là cái nào mà nó phù hợp với mình, cái nào nó không, cái nào nó giá trị cao và cái nào là quá thấp, chúng ta không nên xài. Ở đây một điểm quan trọng mà tôi chưa nói, đó là cái camera. Chúng ta có thể lock camera lại. Tôi kéo cái tay qua, bạn thấy một cái chấm màu đỏ, có nghĩa là đã khóa rồi. Chúng ta bật tay ra. Điều này nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị
quay lén nè, chụp hình nè, ghi âm nè. Điều này ngày nay rất quan trọng, bởi vì những cái dữ liệu cá nhân chúng ta cần phải được lock lại cái này. Đây là một trong những điểm cần lưu ý và cần thiết khi chúng ta chọn máy. Về mức giá, tôi cảm thấy rằng nó phù hợp tầm tầm 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu là chúng ta chọn một chiếc laptop ngon lành để có thể gọi là đáp ứng được vài năm trong cái thời điểm như thế này. Và mẫu này cũng đang có các phiên bản của Mỹ, của Nhật có, của Hàn Quốc cũng có tại chúng tôi. Nếu các bạn có điều kiện đi ngang 3 tháng 2 thì hãy đến Laptop Setting Shop đã có trưng bày những cái mẫu máy này. Hãy mở thử một đoạn video để xem thử hình ảnh luôn. Chúng ta test thử một đoạn video hình ảnh trên chiếc laptop Dell Latitude 5300. Màn hình như tôi nói sẽ có hai loại HD và Full HD để chúng ta có thể chọn lựa nó theo cái ý thích cũng như cái túi tiền của chúng ta. Chúng ta cùng test thử một đoạn video hình ảnh và âm thanh trên dòng laptop Dell Latitude 5300. Với màn hình phiên bản 13.3 inch, tôi nghĩ rằng nó khá phù hợp khi chúng ta ngồi ở cự ly gần, bởi vì nó sẽ trọn vẹn, nó firm máy, nó gọn trong cái bàn của chúng ta và tiết kiệm được cái không gian. Nếu như đối với khối văn phòng mà hai bạn làm việc ngồi chung một cái bàn thì có thể giữ khoảng cách nó mức độ như thế này, nó cũng dễ chịu, nó cũng không có quá to, nó cũng gây cái sự trở ngại nếu mà cái máy nó lớn quá, còn một cái nơi để chuột nữa chứ. Đó, và chính vì vậy thì đó là một trong những lý do hãng đã tạo ra những cái form máy như thế này cho khối doanh nghiệp chúng ta sử dụng. Thường thì tuổi thọ của dòng máy này rất cao, cho nên là nó đáp ứng được từ sáng đến tối, bạn có thể xài xuyên suốt khoảng 8 đến 10 giờ đồng hồ cũng được. Còn tốt nhất chúng ta cũng nên cho máy nó nghỉ theo cái chế độ chúng ta nghỉ ngơi thì nó cũng được nghỉ ngơi, trừ một số ngành nghề đặc biệt thì họ chạy suốt cái máy thôi. Tôi nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, cũng phải được nghỉ ngơi thì nó sẽ mát hơn và nó sẽ ổn định hơn. Nếu có dịp chúng ta nên ghé tại showroom để tham khảo thêm các cái mẫu Latitude của hãng Dell của chúng tôi nhé. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống Laptop Setup Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsetupshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.